Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật, sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được các tinh soi chiếu, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trả sạch nợ nần, đổi vận cực giàu. Quý vị thân mến, có người đã từng nói, người thông minh chưa hẳn đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện. Bởi vì khi quý vị sống lương thiện, ắt sẽ tích được nhiều phước lớn. Mà càng tích được nhiều phước lớn, thì cuộc đời quý vị càng may mắn, được quý nhân đi theo phù trợ giúp sức. Quý anh chị, cô bác hãy cứ yên tâm, vì ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành. Càng về sau, hậu vận của quý vị sẽ càng thịnh vượng phát đạt, tiền về chật két, tài vận bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa, an nhàn sung sướng khi về già. Và khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi chỉ rõ có con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Khi bước sang tháng Tết âm lịch, vận mệnh của họ sẽ vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là thiên ấn, chính tài và tam đại quý nhân phù trợ, công việc diễn tiến thuận lợi, tài vận bùng nổ, gặt hái nhiều thành công rực rỡ, giàu có vô địch nhất thiên hạ. Và để biết được vận trình cụ thể sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 1 âm tới đây, thì xin mời quý cô bác, quý vị anh chị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bước vào tuổi trung niên là lúc con người bước vào một giai đoạn mới. Ở thời điểm này, con người không còn truy cầu danh lợi, tiền tài hay địa vị nữa, mà điều con người cần nhất là một cuộc sống an nhiên, tự tại. Sau 50 tuổi, ở cạnh ai thoải mái dễ chịu thì hãy ở bên người đó. Ai đối xử giả dối ta cũng không nên đau khổ vì họ. Đến tuổi này, thay vì mua vui cho người khác, chỉ bằng đem lại niềm vui cho chính mình. Sống ở đời con người thà cô độc chứ không làm chuyện trái lương tâm, thà tiếc mối chứ không chịu đựng. Người bạn yêu quý có thể lấy tôn trọng để đối đãi. Người bạn không mến không cần nói những lời hời hợt để làm vừa lòng. Chuyện xưa sâu lắng hay nhạt nhòa, sắc đẹp như gió thoảng đã nhẹ tênh. Tuổi trẻ vui buồn trong như tấm kính đã tĩnh lặng. Cái ngón tay quá rộng mà thời gian thì quá hẹp. Đời người thật ngắn, nếu biết thì hãy trân quý, không biết thì cũng không nên bàn luận. Đến tuổi 50 đừng truy hưởng thụ những thứ trống rỗng hư không. Khi còn trẻ chúng ta yêu thích những chốn náo nhiệt, thích những thứ hão huyền. Nhưng hiện tại ta hiểu rằng, người bạn lúc bình thường là đáng quý nhất. Mỗi ngày ở với họ là niềm vui thanh đạm, tâm lý thoải mái, không vướng bận. Cuộc sống như vậy mới là tự tại. Đến tuổi 50 đừng mua vui cho người khác. Trước đây luôn nghĩ rằng mọi sự đều chu toàn, ai nấy đều quý trọng ta. Hiện tại thấy rõ rằng, ta cũng không phải là tiền, ta không có cách nào khiến mọi người đều hài lòng. Bạn đối xử với tôi tốt, tôi sẽ đối xử với bạn tốt hơn. Bạn đối xử với tôi giả dối, tôi cũng không cần đau khổ vì bạn. Vậy nên hãy sống thả lòng một chút, đừng bị ánh mắt của người khác trói buộc bản thân. Đến tuổi 50, biết được tầm quan trọng của sức khỏe. Ngày còn trẻ chúng ta luôn thích uống rượu, nói chuyện vui vẻ, vui chơi hết mình, thường xuyên thức khuya, cứ ham hố thỏa mãn cái miệng nhất thời, ăn nhiều thứ có hại cho thân thể. Hiện tại hiểu ra thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng để hưởng thụ hạnh phúc. Ăn nhiều các loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe, những thứ đến từ tự nhiên mới nuôi dưỡng con người tốt nhất. Cần bắt đầu chăm sóc tốt cho dạ dày. Đến tuổi 50 cũng hiểu rằng bạn bè không cần nhiều mà cần chất. Trước đây ta luôn dành nhiều công sức vào kết giao bạn bè, luôn nghĩ rằng ai với ai cũng đều như nhau. Thế nhưng đến hiện tại ta hiểu rằng một xe khoai tây không bằng một viên dạ minh châu. Có nhiều bạn bè rượu thịt đến mấy cũng có tác dụng gì đâu.
Bình thường khi ta giàu có thì thấy bạn bè một nhóm hỏa khí, nhưng khi khó khăn xảy đến một số người hiện rõ nguyên hình, lúc cần giúp đỡ ta mới hiểu được lòng người. Vậy nên, sau 50 tuổi đừng vì châm chước cho người, mà để oan ức cho mình. Trên thế gian này người đáng để bạn cúi đầu bi lụy không có mấy ai. Sau 50 tuổi cuộc đời đã đi quá nửa, khi sống đừng gây phiền người khác, quan trọng hơn là phải khiến bản thân sống thoải mái và trái tim đừng mệt mỏi quá. Bạn cũng nên nhớ rằng, đến tuổi 50 đừng mua vui cho người khác, mà hãy tìm niềm vui cho chính mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Trời sinh những người tuổi Quý Sửu thường rất thông minh, họ có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất sự việc, tính cách phóng khoáng, không so đo hơn thiệt trong công việc. Tuy giỏi giang, có năng lực, song người tuổi Quý Sửu lại rất an phận, họ chỉ quan tâm làm tốt phần việc của mình chứ không hề có suy nghĩ tranh giành thiệt hơn. Trên phương diện tình cảm, họ tương đối nhút nhát, không lanh lợi, thường bị người khác trêu đùa. Tính cách người tuổi Quý Sửu cương trực, thiện lương, lòng dạ ngay thẳng, vô tư cống hiến cho đời, song phần lớn đều không có tài ăn nói, không giỏi xã giao, càng không biết nói dối hay nịnh bợ cấp trên. Người tuổi Quý Sửu rất coi trọng tình bạn, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn, là người được bạn bè cực kỳ tin tưởng, nhưng họ lại không phải là người quảng giao, chỉ có một số ít bạn bè thân thiết. Họ có tính cách trầm ổn, luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi làm việc, cuộc đời thường ít trải qua sóng gió, dựa vào thực lực gây dựng nên sự nghiệp, thời trung niên bắt đầu thành đạt và gặp nhiều điều may mắn. Người tuổi Quý Sửu đa phần là người hướng nội, không giỏi thể hiện tình cảm. Nam giới tuổi Quý Sửu rất trọng tình cảm, chu đáo, có trách nhiệm, có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác, đồng thời luôn coi trọng thực tế, bất cứ chuyện gì cũng đều suy nghĩ thấu đáo. Nếu đã quyết định dành tình cảm cho ai thì một lòng chung thủy, dành mọi tình cảm cho người ấy. Người tuổi Quý Sửu nên tránh kết duyên với người có tính cách tương đồng với mình, bởi nếu có quá nhiều điểm chung, sẽ rất khó để duy trì tình cảm lâu dài, nên chọn người tuổi Tý có tính cách lạc quan vui vẻ để cuộc sống trở nên thú vị hơn. Người tuổi Quý Sửu có tài trí hơn người, ngay thẳng lương thiện, luôn làm việc hết mình, vô tư không suy nghĩ thiệt hơn. Trong công việc, người này thích một mình đối mặt với mọi vấn đề. Khi chưa rơi vào đường cùng thì nhất quyết không giương cờ cầu cứu, do luôn kiên trì trong mọi việc nên cuối cùng thường có thể giải quyết tốt mọi vấn đề. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu như vậy nên thời gian đầu khó giành được sự cảm thông, thấu hiểu của lãnh đạo và đồng nghiệp. Song theo thời gian họ dần thể hiện được năng lực của bản thân và được mọi người nể trọng. Người tuổi Quý Sửu rất coi trọng bạn bè, luôn giương cao lá cờ trượng nghĩa, hễ bạn bè gặp khó khăn là sẽ nhiệt tình giúp đỡ, không màng báo đáp, cũng chẳng cần bạn bè biết đến sự giúp đỡ của mình. Nhưng khi bản thân gặp khó khăn, họ lại hiếm khi tìm đến bạn bè, dù khổ sở đến đâu vẫn cắn răng chịu đựng, tự mình giải quyết vấn đề. Người tuổi Quý Sửu không ưa buôn chuyện, dù nghe thấy chuyện gì thú vị cũng chỉ tự vui một mình, không bao giờ ba hoa, đưa chuyện, vì thế mà rất được bạn bè tin tưởng, thổ lộ tâm tình. Họ thiên về trầm tĩnh, làm việc hiệu quả, biết tổng kết kinh nghiệm để làm việc ngày một tốt hơn. Vì thế, bước vào tuổi trung niên, sự nghiệp sẽ có nhiều khởi sắc, kinh tế cũng dồi dào, cuộc sống phú quý giàu sang. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Sửu rất chu đáo, cũng rất mực chung thủy, làm gì cũng suy nghĩ cho đối phương, khiến đối phương cảm thấy an toàn, hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng Tết âm lịch. Theo dõi tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, nguyệt lệnh quan đới cho thấy sự độc lập nhất định mà Quý Sửu tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả, nhất là những ai đang làm lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Thời gian này, những ai đang tìm việc muốn tìm những công việc có mức độ tự do cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống bạn cần thích nghi hơn là cố tỏ ra mình luôn có thể thay đổi tình hình. Thái Dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Người đang yêu sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn, không còn ham chơi nữa. Bạn cố gắng làm điều gì đó để gây bất ngờ cho người thương trong thời gian tới, nhờ thế mà làm mới tình cảm bấy lâu. Tuy nhiên, một số người cũng đừng hết lòng quá, kẻo bạn dễ bị rơi vào tình trạng u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Chính tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tài chính mà bạn mong đợi bao lâu nay. Thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, bạn có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng mới sẽ mang đến cho con giáp tuổi Quý Sửu động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Bạn đã và đang trên đà phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bứt phá lớn trong sự nghiệp,
thì đây là thời điểm bạn nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin đang khiến bạn tự giới hạn bản thân. Tháng đầu năm mới cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp tuổi Quý Sửu cũng nên biết lường sức. Giỏi không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng, thì bạn hãy cân nhắc đến việc tìm sự trợ giúp từ bên ngoài nhé. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch dự đoán, ngũ hoàng nhập phương chính Bắc, mệnh chủ có điềm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi. Vì thế, hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ, nỗ lực, vừa là để học hỏi vừa gia tăng thêm thu nhập ngoài lương cứng cho bạn. Nhìn chung cuộc sống của bạn lúc này đã thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước nữa. Có thể là nhiều người tuổi Quý Sửu nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung, lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Người làm ăn kinh doanh chịu tác động của nguyệt lệnh lâm suy, nên mọi việc đều có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc, thậm chí một số người bị mất định hướng, nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế. Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp, cấp dưới, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt, chớ nên kéo dài kẻo rơi vào cảnh thua lỗ. Khi có cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn cũng cần chủ động nắm bắt hơn. Nếu cứ chần chừ do dự thì thời cơ sẽ rơi vào tay của người khác. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để có thể dám thử sức, dám thử nghiệm. Đừng lo trước lo sau rồi cuối cùng lại không làm được gì, chỉ dậm chân tại chỗ. Cát tinh Thái Dương xuất hiện là dấu hiệu đáng mừng cho công việc của bản mệnh. Tuy nhiên nam giới sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Nếu bạn chịu cố gắng khắc phục khó khăn, thì đến cuối tháng vẫn có túi tiền rủng rỉnh, dù không phát tài nhưng không lo chuyện chi tiêu. Xét phương diện tình duyên tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng con giáp tuổi Quý Sửu nhận ra được những khó khăn do quan niệm sống khác biệt, nên bạn biết cách điều chỉnh mong muốn của mình sao cho phù hợp, nhờ thế mà tình cảm đôi lứa tháng này tốt đẹp hơn lên. Thiên diêu chủ về đào hoa cho thấy sự đa tình của con giáp tuổi Quý Sửu trong thời gian này. Đó có thể là dấu hiệu của việc bắt cá hai tay của những người độc thân. Bạn đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa nhé. Có những vấn đề dù bản mệnh có cố tình lờ đi cũng không được nữa rồi. Vì thế đã đến lúc đối diện với nó bạn nhé. Lâu nay bạn có thể e ngại, nhưng đã đến lúc nói ra những lời thật lòng rồi đấy. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch chỉ ra rằng về mặt sức khỏe bản mệnh cũng nên quan tâm đúng cách, ăn nhiều đồ bổ béo không phải là tốt, có thể gây quá tải cho dạ dày của bạn. Thời điểm này là lúc bạn xem xét thay thế các loại thực phẩm hàng ngày bằng những loại thực phẩm dinh dưỡng lành mạnh. Thời điểm lạnh giá là lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe, luôn cố gắng giữ ấm cơ thể, nhất là phần đầu, ngực, hai bàn tay, chân, không nên đi ra ngoài quá thường xuyên kẻo bạn dễ bị ốm. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết âm lịch của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của tuổi Quý Sửu sáng sủa và hanh thông, may mắn tốt lành với nhiều điều vui vẻ, tâm trạng thoải mái phấn khởi, khiến cho bạn tiến hành công việc cũng nhanh nhẹn và hiệu quả hơn, đối nhân xử thế tích cực, gặp ai cũng niềm nở, tự nhiên vận trình lại càng thêm hanh thông. Sự nghiệp tuy chưa thể một bước thành công, nhưng những kế hoạch mà con giáp này đề ra đều hoàn thành thỏa đáng. Thiên quan vừa giúp bạn ổn định vững vàng, nhưng không thiếu sự trải nghiệm với những lĩnh vực có tính thử thách mới mẻ và thêm chút mạo hiểm để thử sức trong năm mới. Tài lộc thu về không thiếu, nhưng xuất hiện đại hao, khiến bạn mất khoản tiền lớn vì những việc bất ngờ hoặc bị trộm cắp tài sản. Thua thế này khiến tâm trạng của tuổi Quý Sửu trùng xuống, nhưng rất nhanh bạn sẽ lấy lại bình tĩnh và cố gắng rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại sự bị động này nữa. Vận trình tình cảm tươi sáng vô cùng, cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện thăng cấp cho tình yêu, để cả hai có thể danh chính ngôn thuận sống chung nhà cùng nhau. Mùa xuân hoa nở kết hôn là chuyện hỉ có thể giúp bạn cùng mọi người thêm rạng rỡ, góp phần làm không khí sôi động hơn. Xem tử vi tuần 2 tháng Tết âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Quý Sửu có thể nhận ra, con giáp này có nhiều điểm có thể vui mừng, ví dụ như tài chính rủng rỉnh hơn, chuyện tình cảm cũng thuận lợi suôn sẻ hơn,
Nhưng ở khía cạnh khác, bạn cũng phải lo toan cho gia đình và xu hướng sức khỏe giảm sút, không thể hoàn toàn yên tâm được. Công việc vừa khó, vừa dễ, có lúc thoải mái, có lúc lại khó khăn, thay đổi nhanh chóng nên bạn cũng phải bắt nhịp thật nhanh, không để mình tụt lại phía sau. Nếu thích ứng được thì dịch mã năng động sẽ cho bạn những khoản thu nhập xứng đáng, thỏa sức mà kiếm tiền không lo đói kém. Tình cảm riêng khá ổn định, hai người không có nhiều thăng trầm và tiến dần tới trạng thái bình lặng, nhưng gia đình là nỗi lo. Người thân có nhiều điểm khiến bạn phiền muộn, có thể là sức khỏe của cha mẹ không tốt, anh chị em không tu chí làm ăn, hoặc quan hệ trong nhà căng thẳng khúc mắc. Vì nghĩ ngợi nhiều nên tuổi Quý Sửu không được khỏe cho lắm, bản mệnh thường xuyên mệt mỏi và choáng váng. Với người huyết áp thấp thì tình trạng ngất đổ xuất có thể tái diễn một vài lần, tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra và xin lời tư vấn của bác sĩ. Đừng chủ quan để tới lúc tình hình không kiểm soát được thì rất tệ. Xem tử vi tuần 3 tháng Tết âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Quý Sửu có nhiều dự định trong công việc, nhận được sự nâng đỡ của quan tinh, nên phần nào hoàn thành kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh. Lúc này bạn sẽ nhận được nhiều đóng góp giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực thần giúp bạn có tài ngoại giao, biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng, nên thích nghi tốt với điều kiện hoàn cảnh. Kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ cũng không hề nao núng mà tự tin gặt hái được kết quả khiến người khác phải bất ngờ. Tạ lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn, nhưng vấn đề tình cảm lại không suôn sẻ, khiến tinh thần của tuổi Quý Sửu trùng xuống. Bạn có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, rung động mà chẳng dám hành động nên vẫn chưa thành đôi. Với người đang yêu đã kết hôn thì mối quan hệ ổn định xong có phần nhàm chán, cần thêm sự kích thích, đổi mới để thay đổi nhịp sống mờ nhạt buồn tẻ. Chủ động mở lời hẹn hò là chìa khóa thành công cho bạn. Đừng ngại ngần cả khi người đó chưa bật tín hiệu đèn xanh, hay nếu bạn là nữ giới, không hơn thua gì một lời mời, có thể sẽ bị từ chối. Nhưng đó là dấu hiệu của sự khởi đầu tích cực. Bạn dám thay đổi thì nhân duyên sẽ có nhiều mới mẻ. Xem tử vi tuần 4 tháng Tết âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tuần này người tuổi Quý Sửu có thiên đức cát lợi, vừa hài hòa lại may mắn giúp vận trình hướng về trạng thái cân bằng. Tuy vẫn còn nhiều mệt mỏi chưa thể giải quyết, nhưng ít nhất bạn cũng đã thấy hướng đi tươi sáng mới mẻ. Đối với tiền bạc, thoát khỏi cảnh nợ nần túng thiếu chính là điểm quá tốt trong thời gian này rồi. Thiên đức còn đặc biệt xoa dịu tâm trạng buồn bực của bản mệnh, giúp gắn các mối quan hệ tình cảm đã rạn nứt từ trước với những người đang yêu nhau. Thực sự quý nhân này góp công không nhỏ trong việc cả hai nhìn nhận lại chính mình, trân trọng những điều đang có, bỏ qua lỗi lầm và cùng hướng về phía trước. Tài lộc mới có khởi sắc, chính tài khôi phục giúp tuổi Quý Sửu có thêm đồng ra đồng vào, trang trải các khoản chi tiêu. Thực ra thì vẫn chưa đủ, còn nợ lại nhưng ít thôi. Tiếp tục làm việc chăm chỉ cố gắng như hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đầy đủ và còn dư ra nữa, nên đừng quá lo lắng. Có lo thì hãy quan tâm tới công việc, đề phòng sự gièm pha của đối thủ. Đừng gây ra lỗi lầm nào để người khác bắt được. Hòa nhã với người ngay, không ai tử tế với kẻ gian. Đừng thỏa hiệp trước những người có ý định cố tình chơi xấu bạn. Tránh càng xa càng tốt để không trở thành nạn nhân cho những âm mưu toan tính. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, nhưng ai cũng mong mình sẽ có những ngày cát lành tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng Tết năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng Tết năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng Tết năm 2024, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất,
gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng Tết năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt nghỉ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cắt lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng Tết năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng Tết năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Ngày 16 tháng Tết năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc. Hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 trong năm Giáp Thìn 2024. Con người sống nơi thế gian bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng, nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong, tự tại. 1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình. Trầm tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại bản lĩnh và cảnh giới cao của cuộc đời. Người trầm tĩnh có thể không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Người giữ được trầm tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bần, khí tiết của mình. Muốn giữ được trầm tĩnh cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm một khi không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Trầm tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm trầm ổn, thông qua tự thân điều tiết mà thành. Người có tâm trầm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mỏi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp chóc mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra. 2. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí. Con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước. Nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy, trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình, như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượi chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới thong dong, tự tại và nhẹ nhàng hơn. 3. Đạm bạc để không bị dục vọng vây khốn. Đạm bạc không phải là nhân sinh quan tiêu cực, mà là dùng tâm thái bình thản đối mặt với hết thảy công danh lợi lộc, hưng suy vinh nhục trong cuộc đời. Người đạm bạc, điềm nhiên không màng danh lợi, nên tâm trí của họ sáng tỏ. Đứng trước tiền tài, địa vị, cuộc sống xa hoa mà có thể lựa chọn cách sống đạm bạc thì đó phải là người có bản lĩnh lớn. Trong sách Hoài Nam Tử, chủ thuật huấn của Lưu An thời đầu Tây Hán viết, không màng danh lợi mới định rõ được chí hướng. Trong Giới Tử Thư của Gia Cát Lượng cũng nói, không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Người không an định thanh tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa, cũng không thể chịu khó chịu khổ mà tiếp thu kiến thức được. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt, làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận, tiếp nhận khoan dung, cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành, cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt, khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, khoái hoạt. Trong cuộc sống, những người vì hư vinh, vì thể diện, vì tình mà không dám hợp thời cự tuyệt thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Quý vị thân mến, cuộc sống không quá khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Hãy sống để chính mình hạnh phúc.
đừng sống để người khác ngưỡng mộ. Đừng lãng phí đời mình vào những nỗi buồn viễn vông. Hãy cứ bằng lòng, vui vẻ. Dù cả thế giới ai cũng có nhau, bạn vẫn cứ là bạn, vẫn vui, vẫn lạc quan, hạnh phúc như bây giờ. Người ta bảo bạn cô đơn, bạn cứ bảo người ấy hãy nói thật lòng mình. Ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng đừng bao giờ bán nửa đời mình cho một người vô nghĩa. Suy cho cùng, đáng sợ nhất vẫn là thời gian, thứ có thể khiến lời hứa biến thành lời nói dối. Người ta sẽ không chọn một cây cỏ dại khi đang nằm giữa một cánh đồng hoa. Nếu có trách thì hãy tự trách mình, để những tháng ngày qua chưa hết lòng nỗ lực, có duyên gặp nhau, từng coi nhau như một, từng yêu thương, từng bảo vệ đã là duyên phước, là điều kiện vô cùng khó khăn trong kiếp người hữu hạn. Nên đừng vì những quan niệm hẹp hòi, những chuyện không đáng, tranh luận đúng, sai, hơn thua hoài hoài mà làm tinh làm tội nhau, đánh mất nhau mãi mãi. Suy cho cùng, người thiệt thòi nhất cũng vẫn là chúng ta, vẫn nhọc công hoài đi tìm người mới. Có những lúc chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc, khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy. Một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân. Một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc, đã từng bước qua, đã từng mệt mỏi, đã từng rơi nước mắt. Chỉ có như vậy bạn mới có thể trưởng thành. Khi thương một ai đó sẽ dễ dàng hơn là yêu một ai đó. Cứ để cho cảm xúc dừng lại ở mỗi người với một chữ thương trọn vẹn, thương một cách sâu sắc, thật lòng. Đừng cứ hễ dễ dàng gọi nhau tiếng yêu, đừng cứ hễ mỗi lần yêu là mỗi lần đau khổ. Niềm vui thì dễ quên, mà nỗi đau thì day dứt mãi. Đừng để thêm một lần nữa, những người gần nhau trong gang tấc lại ngoảnh mặt làm ngơ. Người thương, thương thôi, gọi nhau như vậy đi, đôi khi cũng hạnh phúc lắm rồi. Khi nào thương đủ, tự khắc sẽ vững bền, tự khắc sẽ đậm sâu. Ngồi chờ đợi ai đó mang niềm vui cho mình thì chỉ làm héo mòn tháng năm tuổi trẻ. Sao không tự đi tìm, bình minh tắt, muốn tìm lại phải đợi một ngày, thanh xuân vụt mất, muốn tìm lại phải đợi một kiếp. Có những hạt mưa rơi làm cây lá đâm chồi, có những bóng chiều lơi làm trăng sao lóe sáng, có những lúc lụi tàn mới thấy mình mạnh mẽ. Sống là vui, ta chẳng cần mong đợi, con đường của mình thì mình đi. Đừng quá quan tâm đến sự thành công của người khác, để rồi mình bị cuốn theo nó. Hãy cứ bước đi, cứ sống như một con người tự do. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.